cái việc mà phụ nữ hờn hờn dỗi dỗi vậy cũng chẳng cần mình phải nói nhiều lắm đâu, cứ ở lại bố con quấn quýt rồi bảo là thôi tối nay thì mai ngày mai ngày mốt bố đi rồi thì nay bố ngủ ở đây, mà mẹ mà không đồng ý thì bố ngủ dưới đất cũng được, chỉ cần nhìn hai mẹ con ngủ ngon là bố cũng sướng lắm rồi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, Alo ạ, vâng, tôi nghe đây. tôi Vâng. cho em gặp chuyên gia Đinh Đoàn thế được không ạ? À, có thể biết được câu hỏi của bạn là gì được không nhỉ? Em là một sĩ quan quân đội đang đóng ở đảo Trường Sa. Vâng. Nhưng mà vợ ở nhà nói chung là hàng năm thì có thể gặp nhau chỉ được 2-3 lần vì cái điều kiện nó còn ít về được. Dạ, thế là vừa rồi chỉ một phút nóng nảy thôi mà em có lỡ mồm đuổi vợ và vợ em nó tức giận ra ngoài. Và đến nay đã là hơn 1 tháng rồi mà em tìm đủ mọi cách năn nỉ xin lỗi. Vâng. Mà xét phát vợ em không có về. Thế mà bây giờ em thử hỏi chuyên gia rằng có cái cách nào để cho chúng em hàn gắn được với nhau không ạ? Vâng, cũng rất là đáng tiếc đúng không ạ? Vừa rồi chắc là bạn nghỉ phép về thăm nhà à? Dạ vâng ạ. Vâng, thế thì cái thời gian ngắn ngủi đấy thì lại rất là đáng tiếc đã xảy ra cái việc cãi dạ, vã dạ. với vợ. Vâng, chuyên gia Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện bạn ngay bây giờ đấy ạ, xin mời anh. Dạ vâng, em chào anh ạ. Đợt vừa rồi về phép được lâu không? Dạ, em về được 20 ngày ạ. À, 20 ngày cũng nhiều nhiều nhỉ. Dạ. Hai vợ chồng đã có cháu chưa? Dạ, em được một cháu, năm nay cháu học lớp 2 ạ. À, cháu học lớp 2. Dạ. Hôm cãi cọ gì đó xong rồi bảo mẹ nó là cút đi đúng không? Không, em không nói tới, em chỉ bảo là nếu mà cảm thấy khó ở với nhau quá thì lách đi thôi chứ em không nói là cút đi ạ. À, ừ, lách rồi, rồi. Dạ. Thế xong rồi mẹ nó lách thì mẹ nó có mang theo thằng cu đứa nhỏ đi hay là đi một mình? Dạ, mang theo cháu đi ạ, thì cách nhà khoảng độ 50 mét ạ, dọn ra ngoài thuê phòng trọ. À, dọn ra ngoài thuê phòng trọ, còn trước thì là ở nhà là ở cùng với ông bà nội đúng không? Dạ, trước ở cùng ông bà nội nhưng mà ông bà mới mất xong thì giờ chỉ còn hai vợ chồng ở một nhà thôi. Hai vợ chồng ở, mà bây giờ thì chuyển ra ngoài ở cách đấy 50 mét, còn mình đi đã trở lại đơn vị chưa? Dạ, em trở lại rồi ạ. Thế vào nhà thì khi mình đi là mình khóa cửa à? Có bà chị gái lên lên trông lon giúp ạ. Thế hả? Thế trước hôm đi có sang bên với mẹ con nó 1-2 đêm không? Em chỉ sang tầm tối em sang thăm cháu, vợ chồng nói chuyện nhau mà không thể, vẫn kiểu cứ ngang ngang tính, không thể nói chuyện được với vợ mà chỉ chơi với cháu mà lúc rồi em lại về thôi ạ. Ừ, hơi bị lãng phí, bởi vì thật ra nè, cái việc mà phụ nữ hờn hờn dỗi dỗi vậy cũng chẳng cần mình phải nói nhiều lắm đâu, cứ ở lại bố con quấn quýt rồi bảo là thôi tối nay thì mai ngày mốt bố đi rồi thì nay bố ngủ ở đây, mà mẹ mà không đồng ý thì bố ngủ dưới đất cũng được, chỉ cần nhìn hai mẹ con ngủ ngon là bố cũng sướng lắm rồi, mình cứ ngủ loanh quanh đâu đó cũng được. Thế nhưng mà mình thì lại thấy chị cô vợ nó không mặn mà, thành ra mình thì cũng ngại, mình về luôn, đấy là hơi thật thà quá. Phụ nữ nói vậy chứ giá mà cứ ước trong bụng thật là lòng, thật lòng với anh là em vào quân đội đến nay đã là đi 23 năm ạ. Wow. Mà ở trong đơn vị em chỉ đi hàng trăm người, nhưng mà thực lòng mà nói về nhà không chỉ đi lỗi vợ. Em ơi, đúng em theo. thứ nhất vợ không phải là lính để chỉ huy, vợ là một đối tác. Thế cho nên mình đôi khi đấy mình bị gọi là bị nhầm vai đấy, gọi là ở đơn vị thì mình cứ hay hành chính mệnh lệnh đúng không, nghiêm nghỉ đàng hoàng, nhưng mà về đây khi mình phải những gọi em tuổi mới còn ít ạ. Thì thứ nhất là mình đã không bù đắp được cái chuyện gần gũi này, thế xong vợ này còn trẻ này, tác động xã hội bên ngoài nó nhiều này, chồng thì ở xa này, một mình nuôi con này, tối tối thì nhìn thấy cái đám thanh niên nó che trẻ nhỉnh hơn cô một tí, nó phơi phới, nó đèo nhau cũng chạnh lòng. Thế giá mà mình cũng chia sẻ bù đắp một chút thì cũng kéo lại được. Này em ơi, thế ông bà ngoại ở đâu? Tôi là bố mẹ vợ ấy. Ông bà ngoại cách nhà em khoảng độ 50 cây, nghĩa là ông bà ngoại ở Hải Dương mà vợ con chồng em ở Hải Phòng ạ. Ừ. Công việc của cô ấy là Hải Phòng có ổn định không? Dạ ổn định ạ. Em nói chung là gia đình em ở đây từ bé mà bọn em mới cưới nhau được đến nay là 9-10 năm ạ. À rồi. Em ơi, thứ nhất là cái này, giữ mối liên hệ chặt chẽ với ông bà ngoại, đấy là hậu phương vững chắc của chúng ta. Cứ nói rằng là rất là buồn, thật ra thì đấy vì công việc mà đợt vừa rồi chúng con chẳng may xảy ra chuyện như thế, khi ra đi cũng không làm lành được với cô ấy, thành ra rất là lo. Mong là ông bà thì mình chỉ nói là ông bà quan tâm đến cháu giúp con thôi, tất nhiên chứ không phải nói đến là để ý đến nhà con rồi, vì hãy nhớ rằng là
vợ mình là con gái của ông bà, mình cũng đừng nói những điều gì kẻ tội kẻ xấu với lại bố mẹ cô ấy. Gì thì gì chứ, người ta cũng phải bênh con người ta chứ. Đấy, anh về đi đi biệt biệt cả năm nay, về được mấy ngày còn gây sự, tôi chả biết nó sang đây mẹ con thì nó cứ khóc chẳng hạn. Mình chỉ nhắc nhở là con rất là buồn bởi vì công việc như này, Tết cũng không biết có về được không. Thế thì cháu thì bây giờ đang ở mẹ con ở bên ấy, con cũng sợ là có mỗi hai mẹ con rồi, nhà con nó cũng còn trẻ, đôi khi có những cái nông nổi, có việc này việc khác mà nó sơ nhãng đi không để ý được đến cháu thì cũng tội đấy. Ý mình cũng bóng gió xa xôi là khéo không lại buồn quá rồi lại đi chơi lang thang rồi lại không quan tâm đến con thì nó ảnh hưởng đến chuyện học hành của cháu. Mình Nói chung là thật thật lòng với anh là khi mà sự việc xảy ra cách đó khoảng đến khoảng độ 3 ngày thì em có về nhà ngoại, thì trong một cái lần đám giỗ nhà ngoại thì em cũng có nói chuyện với mọi người, thế nhưng mà mọi người trong đằng ngoại thì chỉ biết tham gia thôi, chứ còn mới nói với em rằng là bây giờ con cái lớn hết cả rồi, thế bây giờ tự tự quyết định thôi, chứ còn bố mẹ cũng không 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 thể tham gia quyết quyết đoán được. Thì đúng là thứ nhất là ở xa mà đằng mãi Hải Dương đằng Hải Phòng chẳng, nhưng mà ít nhất thì để cho thấy rằng là ông bà ngoại đánh giá mình rất là cao, mình chững chạc, mình đàng hoàng. Thế còn cái điều thứ hai nữa là gọi điện về cho mẹ con cho nó thường xuyên không? Em tối nay em gọi nói chuyện thì nói chuyện với con thì được lâu, nói chuyện với vợ chỉ được 5-3 câu rồi. Ừ thôi không cần quá nhiều mà chỉ bày tỏ mỗi cái chuyện là anh rất lo rất ân hận rằng trước khi đi không làm cho em thông cảm thôi, tất cả những thứ đấy thì cần nhún mình thì cứ nhún mình, chẳng có lỗi cũng cứ xin lỗi. Xin lỗi ở đây cái lỗi chính là vì nhiệm vụ mà không chăm được em và con, không gần gũi để mà thế này thế khác, chứ không phải lỗi cái gì lớn. Và không biết Tết này có về được không? Tết này em không chắc đã về được đấy ạ. Thôi thì vì nhiệm vụ thì cũng đúng là vất vả thật, nhưng nếu mà tạo điều kiện mà về thì tốt, bởi vì là cái hoàn cảnh của mình đôi khi sơ nhãng đi một chút thì rồi mình cũng áy náy lắm. À bà chị gái nhà mình ý nữa, bây giờ hiện nay là mình giao chìa khóa cho bà chị mà bà chị trông coi như thế, bà là người tìm đến nhà cô đi. Đây tôi giả cô chú chìa khóa, tôi chả hơi đâu, tôi cầm chìa khóa của cô chú, nhà của cô của chú xong rồi bà cứ quảng ở đấy. Chứ còn nếu mà mình để cho bà chị xong bà chị ra khóa và mở tự nhiên như là mình rất là yên tâm với cái việc là cho đuổi được mẹ con cô đi, là nhờ người khác coi nhà chị đấy. Chị em cũng cũng làm như ý của anh nói ấy. Cũng làm như vậy đấy, nhưng mà nước khác không nhận. Thôi cứ 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 vứt được mà không cần, cứ vứt ở nhà cô, thỉnh thoảng cô về mà thắp mà hương, nhớ là đấy là còn thờ cúng tổ tiên rồi, còn phải giữ gìn thổ công thắp hương cho thằng cu nó mạnh khỏe đấy. Tức là coi như đẩy cô vào cái việc là cô là chủ nhà, tôi lúc mà chú đi chú không gặp được cô, chú không gửi chìa khóa, chứ còn tôi giữ một gì đúng không nhá. Chỉ có là lần nào mà có điều kiện về thì nhớ rằng là trong cái hoàn cảnh của mình thì đã vớt được vợ trẻ vợ sinh rồi thì chiều chuộng một chút, không sử dụng các biện pháp hành chính mệnh lệnh ở trong quân đội nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Qua đây thì cũng xin được gửi gắm tất cả những cái tình cảm thân thương nhất của đất liền, của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam tới Trường Sa thân yêu ạ. Xin cảm ơn bạn một lần nữa. Xin... Thôi cái số nó như thế mà không chống được, bây giờ chỉ có là tình không còn thì cũng phải giữ lấy cái tí tiền mà sinh sống, vì mình cũng đang khó khăn đúng không? Bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Dạ vâng, câu hỏi của em thì dài. Em là năm nay là 53 tuổi rồi, chồng em mất sớm từ năm em 28 tuổi. Vâng. Thì sau em có hai cô con gái với chồng mất ấy. Vâng. Nhưng mà sau đến năm em 40 tuổi ấy, thì em gặp anh này và kết hôn lần hai ạ. Vâng. Là 2010. Thì 2011 thì em sinh được một bé gái, tức là con chung với chồng hai này. Thế nhưng mà vấn đề là anh ấy trước đây là anh ấy đã ly hôn vợ rồi thì mới là lấy em. Vâng. Nhưng mà em anh ấy kết hôn nhau là 2010, nhưng 2017 ấy, là tự nhiên là anh ấy quay về sống với vợ cũ và con riêng của anh ấy. Tức là hai vợ chồng trước ly hôn là có một con trai riêng mà. Vâng. Thì những cái vấn đề đấy thì em cũng không quan tâm, em vẫn chấp nhận em bỏ qua để sống vì con, tại vì có một con chung rồi. Thế nhưng mà 2019 ấy, vâng, thì tự nhiên là sau khi đăng ký kết hôn là tháng 3, thì tháng 7 em với anh ấy mua một căn nhà để
hai người sống với nhau chứ không sống ở nhà anh đấy. Nhà anh đấy là cho con riêng của anh đấy sống. Vâng. Thế nhưng mà năm ngoái em mới phát hiện ra là cái nhà mà hai vợ chồng em mua sau đăng ký kết hôn ấy, vâng, thì anh ấy lại đi làm giấy tờ, anh ấy sang giấy tờ nhà cho thằng con riêng của anh đấy. Vâng. Nhưng mà còn cái chuyện tình cảm ấy thì ví dụ như anh ấy quay về sống với vợ cũ anh ấy từ 2017, thỉnh thoảng anh ấy mới ghé qua nhà em như kiểu ở trọ thôi thì em cũng không quan tâm lắm, em sẽ bỏ qua. Nhưng mà riêng về cái vụ mà nhà cửa bây giờ anh cướp trắng đi nhà của mẹ con em đang ở để cho con riêng anh ấy thì không được, em không thể chấp nhận được. Vâng, tức là hai người thì vẫn đang trong tình trạng hôn nhân và có con chung. Tuy nhiên thì anh ta vừa quay về chung sống với vợ cũ mà lại còn lấy cái nhà mà trong tình trạng hôn nhân của hai vợ chồng vâng. chị sang tên cho con trai đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Anh ấy cũng theo đuổi em hơn năm em mới lấy. Nhưng mà khi lấy rồi sinh con chung thì em mới phát hiện ra là anh này có cái tính tức là kiểu không đứng đắn đấy. Dạ. Thì em có hai người con riêng của em thì một bạn đang học đại học ở dưới Hà Nội. Vâng. Ít khi ở nhà. Còn một bạn là vừa tốt nghiệp cấp 3 lớp 12 thì ở mẹ em. Vâng. Thì nhiều lần tối về cũng có mách em những cái trường hợp ví dụ như nọng kia thì em cũng không tin lắm. Nhưng mà sau em mới phát hiện ra là anh này có ý là xâm hại con em. À thế ạ. Vâng, vâng. Thế cũng em rất là cũng, nghiêm trọng rồi đúng không ạ? Em cũng bức xúc lắm nhưng mà em cũng chỉ nói chuyện khuyên răn trong gia đình anh đấy mới nói với họ hàng anh đấy để tức là nói giúp thôi. Em không muốn tâm đàn sẻ nghé nhưng mà xảy ra một chuyện tức là hôm đấy em không có nhà thì tức là bạn gái của bạn đấy đến nhà chơi. Vâng. Thì lúc đấy là con em đi ra ngoài mua đồ ăn. Thế lúc quay về thì bạn kia mới chạy thấy vừa chạy ra ngoài khóc. Thế là hóa ra là anh này kéo vào buồng là nhưng mà chưa làm gì được nhưng mà anh này có tính xâm hại. Vâng. Cái bạn của con em ấy. Thế thì ngay lúc đấy là con em và bạn con em ấy đi ngay ra công an phường là báo công an. Thế họ có cho giấy gọi triệu tập anh ấy lên nhưng mà cũng chỉ là cảnh cáo mới răn đe tại vì chưa xảy ra chuyện gì. Vâng, bây giờ tôi thì tôi đấy, thấy như thế này. Câu chuyện của em này. Nó chỉ thế thôi chị ạ. Vâng, rất là vâng. đau lòng và cũng rất là nhiều vấn đề phức tạp đấy ạ. Em muốn anh Đinh Đoàn đi tư vấn giúp em là cái tình trạng của em ấy bây giờ tất nhiên là em cũng không sống được rồi, em ly hôn thôi. Nhưng mà muốn một lời khuyên giải quyết như nào cho nó êm đẹp ạ. Vâng. Làm sao giải quyết vâng. cho êm đẹp mọi chuyện trong gia đình vâng, đúng không ạ? Vâng, vâng, câu chuyện của chị anh Đinh Đoàn đã lắng nghe từ nãy đến giờ và bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ vâng, có những chia sẻ với chị. Là em này cũng đang đi ở thuê, anh đấy khóa cửa không cho em về. Vâng, vâng, chị lắng nghe anh Đinh Đoàn chia sẻ vâng. ạ. Rồi, xin chào chị. Vâng ạ, chào anh ạ. Mình có rất là nhiều chuyện nhưng mà nói chung là tất dài, cả vâng. các chuyện nó lại cứ để tích tụ lại và nhiều vâng. chuyện nó liên quan đến vấn đề pháp luật. Mà thậm chí là nó cũng lại đã qua rồi. Chẳng hạn những cái chuyện mà ông chồng mới của mình ấy mà giờ có ý định xâm hại con gái, thế xong rồi không được thì lại cuối cùng chuyển sang xâm hại bạn của con. Thế rồi mình sợ mức độ mà cho con gái đi ở cách ly bao nhiêu năm nay không được ở với mẹ. Rồi mình cũng không có những cái động thái gì. Thứ nhất là đi báo công an thì đúng. Nếu như mà vụ việc nó xảy ra mà có nhân chứng, vật chứng, bằng chứng thì người ta mới xử lý. Còn thì chắc người ta cũng sẽ gọi, người ta nhắc nhở răn đe thì cũng thế thôi. Vâng. Chuyện ấy nói để biết để thêm một điều rằng là mình chung sống một người tương đối là nguy hiểm, một người không xứng vâng. đáng. Đã vậy thì là mới lấy nhau, còn đang là vợ chồng, và lại còn quay trở về với vợ cũ rồi lại còn chuyển vâng. đổi tên tài sản của vợ chồng thành tên của con riêng. Bây giờ mình đã nhìn thấy cái sổ đỏ của cái nhà của hai vợ chồng có nó tên thành con của riêng chưa? Có vậy ạ. Em có một khách hàng, bạn đấy là nằm bên nhà đất của thành phố. Thế thì vô tình hôm đấy là vào cửa hàng em thì em bảo là em ơi chị muốn nhờ em một chuyện. Chị mua cái nhà này từ 2010 rồi nhưng mà chị cũng chưa sang tên, vẫn là cái sổ đỏ tên nhà cũ, chỉ có giấy tờ viết tay, mấy dấu chứng thực của công chứng là mua bán của vợ chồng chị cái nhà đấy thôi. Chị muốn sang tên cái nhà tên của vợ chồng chị cho nó hợp pháp. Nó bảo vâng, thế thì chiều nay chị giao cho em giúp tháng 9 năm 2019 ý. Thì em mới ra chỗ bạn đấy để bạn đấy giúp thì mới ngửa ra là xem thì giấy tờ thứ là chồng chị đã chuyển cái bìa đỏ này của cái người bán nhà cho vợ chồng chị đã chuyển hết sang tên bìa đỏ của con trai riêng của anh đấy rồi. Và hiện tại bây giờ là bìa đỏ cái nhà chị đang sống là tên hợp pháp là của con riêng, con trai riêng của chị. Ở đây thực sự gọi là âm mưu chiếm đoạt. Thì người ta cũng sẽ làm đầy đủ hồ sơ về mặt thủ tục pháp lý là người ta đúng rồi đấy.
mình mua thì mình mua chưa sang tên đổi chủ sang mình đúng không, chỉ là giấy viết tay, sau đấy anh ấy chủ động đi làm và chuyển thành sổ đỏ chính thức và tên thì tên con trai, thì thật ra thì nó đã xong mất rồi. Xin phép anh cho em nói một câu, cái giấy tờ viết tay có công chứng rõ ràng đấy là mua bán giữa vợ chồng em với cái chủ nhà đấy, thì bây giờ em đến giữ mà cũng có 3-4 người làm chứng là mua bán, vẫn còn đầy đủ giấy tờ các thứ với cả giấy đăng ký kết hôn rồi giấy khai sinh con mọi cái em đã thu thập được đủ và em đang đưa đơn kiện lên bên tòa án để người ta đòi quyền lợi cái nhà cho em. Thứ nhất thì thế này này, cái người chồng ấy chẳng đáng tiếc nữa này. Tất cả tư cách đạo đức cũng như là về tình cảm là cũng chẳng còn sống với nhau, anh đã quay về với vợ cũ này, mình chỉ còn tiếc nhất là cái đoạn đã chẳng được chồng rồi, chồng không ra làm sao lại còn bị cướp mất tài sản. Thế thì vấn đề của mình bây giờ chủ yếu là liên quan đến vấn đề pháp luật, mình chứng minh rằng là anh ấy làm trái pháp luật để mà nó trở lại với tên của mình. Ít nhất mình cũng có nhà, giờ mình đã 3 đứa con đúng không, 2 đứa với chồng cũ, 1 đứa với chồng mới, 3 mẹ con không nhà không cửa, trong khi thì bị người ta chiếm đoạt thì thật sự rất là thiệt thòi mà thấy nó phẫn uất ấy. Thế thì một là mình nên, không biết ở trên Lạng Sơn có văn phòng tư vấn luật không? Nếu có thì mình, bởi vì các bạn ấy sẽ nắm rất chắc, các bạn bảo mình làm những giấy tờ gì nó chắc lắm. Sau đấy thì mình làm theo cái chỉ dẫn của người ta và chưa vội mà lên tòa án, bởi vì có khi tòa án mình nó còn thiếu cái này cái khác, cái tại bảo vệ cứ bổ sung cái nọ kia nó mệt lắm. Em hiểu. Thế thì mình bây giờ mình không còn tiếc cái chuyện không tình cảm nữa này, rồi muốn... cũng không ức cái hồi quá khứ nữa này. Thôi cái số nó như thế và không chống được, bây giờ chỉ có là tình không còn thì cũng phải giữ lấy cái tí tiền mà sinh sống, vì mình cũng đang khó khăn đúng không? Nhá. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc chị sẽ giữ gìn được bình an ạ. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là cách đây khoảng độ 7-8 năm, tôi bị một cái tai nạn lao động nhỏ thôi, bị dập một bên tinh hoàn. Vâng. Tôi cũng đã đi bệnh viện, đã được điều trị. Đến bây giờ là tôi cảm giác là tất cả là cái bên tinh hoàn thì nó cũng là bình thường, nó không bị đau gì cả. Nó chỉ có bao nhiêu là bị xùi ra, nó thay một cái như kiểu viết sẹo hả? Như là một hạt lạc. À, vâng. Nhưng mà cái tình hình tình dục bây giờ của tôi cảm giác là nó để tăng lên. À, thế ạ. Vâng, vậy và bây giờ thì anh gọi điện tới chương trình thì với cái mong muốn gì ạ? Vì là 7 năm vừa rồi thì cho đến nay thì anh không cảm thấy đau, đúng không, không ạ? Đau. Vâng, và trong quan hệ vợ chồng thì vẫn cảm thấy bình thường và thậm chí lại còn tốt hơn. Vâng. Vậy thì không biết là anh có cái mong muốn gì khi gọi điện tới chương trình ạ? Tôi muốn là một là cái dấu dập thùi ra có vẻ là càng ngày nó càng thấy lớn lên. Trước hết nó bằng hạt đỗ, nhưng bây giờ nó bằng hạt lạc rồi. Vâng. Đau thì không đau. Vâng. Vâng, cái điều đấy thì khiến cho anh cũng băn khoăn và cũng có một chút lo lắng, không biết là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe sinh sản của mình, đúng không ạ? Vâng, vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, vâng. Cái mà nó sùi sùi ra thì chưa tưởng tượng được đâu anh ơi. Tức là ở bên mà mổ dập tinh hoàn ấy là nó có vết mổ, đúng không? Thế và... không, cái dập ấy thực tế là mới chỉ có điều trị uống thuốc thôi chứ nó không phải là vỡ hẳn ra. Rồi, thế xùi là xùi ở đâu cơ? Nghĩa là cái chỗ vỡ ra là nó có một tí, nó xùi ra. Nó có lớp da ở bên ngoài cơ mà. Sao nó xùi được cái gì ra? Nhưng mà nó không xùi ra, nhưng mà nó kiểu như là bây giờ là mình sờ vào. À. Là mình thấy rồi. Ta vẫn còn đúng nguyên. Rồi, thì tại vì anh nói là nó xùi ra, tôi đang tưởng tượng không biết là nó xùi kiểu gì. Thế thì có thể là cái bên bị dập ấy, người ta cho uống thuốc đúng không ạ? Thế rồi là nó khỏi. Tuy nhiên là khi mà uống thuốc xong thì anh thấy là bên đấy nó nhỏ lại, nó chỉ bằng hạt đỗ thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế bây giờ sờ thì thấy nó to to bằng hạt lạc, nó to lên. Chắc không vấn đề gì. Thế nhưng mà để cẩn thận thì khi nào hết Covid ý, thì mình cứ đi khám xem. Khám xem là nó to thì nó cũng to chậm thôi, như anh tả thì nó cũng to chậm. Và người ta thường là những cái khối u gì đấy, người ta hay nghĩ đến cái sự lành tính với ác tính.
đúng không? Thế nhưng mà nghe như anh tả mà 7 năm từ hạt đỗ ra đến to bằng hạt lạc thì chắc là cũng không ngại lắm. Tuy nhiên vẫn cứ khi nào rảnh rỗi hết dịch đi khám nó dễ dàng thì mình cứ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể một lần, đúng không ạ? Để có cái gì đấy thì dễ kiểm soát. Thế vâng, thế và cái nữa là anh lại thấy rằng độ này khi ham muốn nó lại tăng lên ạ. Vâng ạ, vâng. Giờ này có vẻ ham muốn nó về tăng lên mà lại khỏe thêm. Vâng, thế có phải là tại vì đợt này là Covid cho nên ở nhà, cho nên rảnh rỗi hơn, gần vợ nhiều hơn, xem vô tuyến rồi xem nhạc nhiều hơn, cho nên là nó cũng tâm hồn nó cũng thăng hoa hơn không ạ? Tôi cũng không to lắm nhưng mà có khi tôi cũng đã tưởng như thế, bởi vì là tôi cảm tưởng thế nó mạnh lên. Vâng, nếu có thì là do cái cơ thể mình nó thúc giục và mình làm cái việc đó. Thế nhưng mà cũng nhiều người ạ tâm sự là trong cái dịp Covid này nó cũng có hai mặt. Cái ở nhà thì nó cũng bức bối, nhưng mà ngược lại nếu người ta chấp nhận và người ta cải thiện, người ta thay đổi cái lối sống nó gần vợ gần con nhiều hơn, rồi người ta được rộng rãi thời gian để người ta trở lại những cái điều mà người ta thích ấy, nghe nhạc, và từ đấy tâm hồn nó cũng lãng mạn hơn ấy, và rõ ràng nó sẽ dẫn đến cái chuyện kia và mình sẽ cảm thấy nó thăng hoa hơn ấy ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình.